Hôm nay Ly làm clip này, nếu có mất lòng ai thì các bạn hoan hỷ cho Ly nhé. Chuyện xảy ra cách đây 3 hôm trước. Sáng hôm đó, từ trên chùa, Ly về thì nghe tin thằng chuột là bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình yêu. Bà của Ly có đi tìm nhưng mà không thấy, đợi một ngày hai ngày cũng chẳng thấy về. Ly hỏi thăm những người dân xung quanh thì ai cũng đinh ninh là nó đã bị bắt. Nhìn vào xa xăm, Ly không còn hy vọng gặp lại nó nữa. Tối đêm thứ hai, Ly cầu xin Phật Bồ Tát gia hộ cho chuột và Ly sám hối thay nó. Ly biết ơn chuột đã bảo vệ cho gia đình Ly và đem đến niềm vui cho gia đình. Và điều màu nhiệm đã xảy ra, chuột đã về lại với gia đình. Giờ thì Ly đã cảm được hai chữ thành tâm là như thế nào rồi. Và Ly có đôi lời nhắn nhủ đến các bạn: ngoài con người ra thì các loài sinh vật trên trái đất này, dù hữu tình hay vô tình, thì chúng cũng đều ham sống sợ chết cả. Nếu hạn chế đến mức có thể, xin hãy dừng lại việc giết hại. Và các bạn hãy thực tập lòng biết ơn, yêu thương mỗi ngày thì tâm các bạn sẽ bình an. Ly đã học được một câu nói rất hay: nếu bạn ghét một thứ gì đó thì nó sẽ mất đi. Các bạn nên tin điều này vì Ly đã trải nghiệm rồi á. Vì vậy, đừng bao giờ ghét bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì nhé.